đang đến với chương trình Tần số tình yêu. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và đến với chương trình thì chắc chắn quý vị sẽ nhìn thấy những cặp đôi, họ sẽ đến được với nhau, nghe được những câu chuyện mà họ sẽ chia sẻ về quan điểm tình yêu của họ ra sao và cách chọn người yêu của họ như thế nào. Và không biết Trinh ơi, dạo này nghe nói là có người yêu rồi đó, thì trước đó thì cái cách chọn người yêu của mình như thế nào vậy Trinh? Cái gu thì luôn thay đổi theo độ tuổi. Đúng, tức là nè, các bạn nữ thường là ở mỗi thời điểm họ sẽ thay đổi. Đúng khác rồi, nhau. Thay đổi cái quan điểm của mình và cách nhìn nhận về tình yêu nữa. Giống như hồi lúc đó Trinh có chia sẻ là Trinh mong muốn người yêu có một cái kinh tế nó ngang ngang mình hoặc là hơn mình. Nhưng mà khi mà yêu rồi thì mình có thể nghĩ là tình yêu mới là quan trọng nhất. Và cả hai sẽ cùng xây đắp gia đình và xây dựng cái nền tảng gia đình cùng với nhau. Ở mỗi độ tuổi sẽ có những tình yêu khác nhau đúng không? Đúng rồi, cho nên chính vì vậy tần số tình yêu luôn luôn sẽ kết nối những tâm hồn đang cô đơn, nhưng đến với chương trình sẽ tìm được một tần số đồng điệu. Và hôm nay khách mời sẽ là nam hay nữ đây ta? Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta sẽ là năm cô gái xinh đẹp. Xin chào các bạn. Chào mừng năm cô gái đã đến với tần số tình yêu. Mời các bạn về vị trí của mình ạ. Năm cô gái năm tính cách khác nhau. Dễ hôm thương. Nay thì có người rất là dễ thương, có người rất là kiêu kỳ, có người rất là cá tính và nồng nhiệt. Đầu tiên thì cho chúng tôi xin được hỏi tên cũng như là nghề nghiệp các bạn nhé. Mời bạn thứ nhất ạ. Em chào anh Thiền và chị Trinh. Em xin tự giới thiệu, em là Mai Phương Nghi, em sinh năm 2000, hiện đang là nhân viên kinh doanh ạ. Nghi kinh doanh gì vậy? Dạ em bán mỹ phẩm. Mỹ phẩm à? Xin chào anh Trí Thiện và chị Trinh, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Diệu. Hiện tại công việc của em là huấn luyện viên yoga và năm nay em 29 tuổi. Huấn luyện viên yoga nhưng mà có một cái mái tóc cá tính quá ha. Mời bạn thứ ba. Dạ em chào anh Thiện và chị Trinh, em tên là Mai Linh, hiện tại em đang là ca sĩ. Dòng nhạc của bạn là dòng nhạc gì? Thường thì em hát ballad. À ballad hả? Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn, mời em. Em chào anh Trí Thiện và chị Trinh, em là Trang, hiện tại công việc chính của em là model. Rồi mời bạn thứ năm. Dạ, em chào anh Thiện và chị Trinh ạ. Chào các bạn ngồi ở đây, thì em tên là Hương, em sinh năm 1995, thì hiện tại công việc hiện tại của em là quản lý cửa hàng thời trang. Vậy là mình biết sơ sơ về tên, về tuổi, về nghề nghiệp của năm bạn đây rồi. Vậy thì bây giờ còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ chào đón nhân vật nam chính của ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chào chị Trinh và năm người nữ xinh đẹp ở đây. Em tên là Minh Thoại ạ. Thoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 28 tuổi rồi ạ. Công việc hiện tại của Thoại là gì? Em là một lễ tân ở một bệnh viện thẩm mỹ. Anh muốn hỏi câu này nhưng mà thật ra lòng anh cũng đau lắm. Anh cao nhiêu vậy? Cũng bình thường thôi anh, cao 1m85 ạ. Ừ, 1m85 là cao lắm á, anh có 1m78 mà. Bình thường anh cũng thuộc dạng là cao đó. Cao hơn Trinh có một cái đầu à. Cao vậy là tốt đó. Ừ, chúc bạn hạnh phúc nha. Em cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đúng rồi. Anh không nghĩ là hát bolero luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thả sóng cảm xúc nha. Và thời gian của các bạn sẽ phép được bắt đầu. 3, 2. Mình thấy bạn ấy cao, dễ thương. Đây là cái gu của mình, đúng gu luôn. Mình chỉ nghe theo cảm xúc thôi. 1. Rồi, 5 trái tim được thả. Quà cũng được trao rồi, tim cũng được thả rồi, trái tim gõ cửa xong người ta cũng đã gửi tặng trái tim lại cho Thoại rồi ha. Dạ. Để có thể tìm hiểu nhau hơn thì chúng ta phải làm gì, nói chuyện với nhau đúng không? Anh cho em thời gian để chuẩn bị sẵn câu hỏi và quý vị chúng ta sẽ nghĩ với lào chồng ít phút nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đang quay lại với tần số tình yêu vòng thứ 2. Và ở vòng này thì các bạn có thể trò chuyện với nhau. Thoại ơi, em có gì nói không nè? Thì thực sự ra là em cũng có rất là nhiều câu hỏi để hỏi dành cho năm bạn gái ở đây. Nhưng mà em muốn nói một câu là anh mong rằng á,
hôm nay anh sẽ dắt một người về. Cậu không cần phải dắt ai hết, cậu ngồi đó tớ dắt cậu về, ok? Cậu tớ rồi ha. Ừ, nãy giờ chúng ta đã thấy được anh ấy hát hay đúng không? Đẹp trai soái ca đúng không? Đợi xíu, bạn anh ấy nói về anh ấy như thế nào? Mọi người cùng xem nha. Họ thì khá là gần gũi với mọi người nhưng mà chỉ là không chia sẻ những cái cảm xúc của mình so với mọi người nhiều hơn thôi. Đối với Thoại thì Phong cảm thấy thích nhất ở bạn đó là cái tính thẳng tính đó. Đôi lúc thì cảm thấy là cái điều đó sẽ gây tổn thương cho mọi người, nhưng không nghĩ là cái tính thẳng tính nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy dễ tiếp xúc và kiểu như dễ trao đổi với nhau hơn. Ở Thoại thì hiện tại thì mình chưa có thấy cái tính cách nào của bạn chưa ổn cả. Bạn cũng là một người rất là nhiệt tình với công việc của mình. Họ có thể làm việc từ sáng đến chiều tối. Có lẽ là điều đó là một trong những lý do mà bạn chưa có bạn gái. Họ thích một người rất phải là nữ tính, tóc dài, nói chung một người dịu dàng nết na. Thì mình cũng hy vọng là sau chương trình này thì Thoại sẽ tìm được một người yêu để có thể chia sẻ công việc giống như cuộc sống. Anh ấy cũng có khi cũng hơi hâm hâm vậy. Khá là quan tâm tới người khác, rất là ân cần, tốt bụng với tất cả các đồng nghiệp trong công ty. Nhưng mà có khi chắc khi anh ấy vui quá hay sao cũng có hơi nói nhiều một tí. Mình nghĩ là một người chu đáo có thể sẽ hiểu được tâm tư của Thoại. Nãy giờ thấy ở trên đó thì không có cái nào gọi là xấu hết trơn á, có một cái là thẳng tính thôi. Mà điều đó lại tốt, tại vì đàn ông thẳng thắn là những người không có để bụng á. Nói chung là tính em hơi không phải là nóng quá, nhưng mà có việc gì là phải nói thẳng luôn ngay giờ đó và sửa chữa để mình làm việc tốt hơn. Đó là trong công việc thôi, còn ví dụ trong tình yêu thì sao? Dạ, thì thẳng thắn quá nhiều khi cũng là một lý do để mà chia tay người yêu cũ đó. Tại vì nhiều khi là bạn đó đi chơi hoặc là đi giao lưu với mấy người khác mà hơi quá đà. Thì em là một người nam thì chắc chắn em sẽ không chấp nhận được điều đó. Cái này thẳng thắn là ok nè. Ví dụ như là có người yêu rồi thì đừng có kiểu đó. Đó, nè. Ủa người ta vậy. Đúng. Diễn tả thôi. Như thì nhớ trên cũng có người yêu rồi đó. Thì diễn tả cho bạn này thấy thôi. Thoại ơi. Tôi thấy cậu chia sẻ là cậu là một người nóng tính và cậu còn một người phụ nữ dịu dàng. Nhưng tôi không phải là một người phụ nữ dịu dàng. Tôi là một cô gái crazy, vui vẻ. Tôi thích làm cho người khác cười. Và cậu phải cần tôi. Ngày hôm nay cậu phải dắt tay tôi về. Chưa gì Suka khẳng định với Deki rằng cậu phải về với tớ rồi. Khi bước ra sân khấu thì Thoại ấn tượng Diệu. Tại vì có một mái tóc rất là đẹp và rất là phong cách. Thoại ơi, em muốn hỏi ai trước nè? Vậy thì cho xin hỏi Nghi một câu thôi. Vâng. Đối với em thì tình yêu có quan trọng trong cuộc sống này không? Có chứ anh. Không có tình yêu thì cuộc sống này cũng nhàm chán lắm. Nó vô vị lắm. Em bao lâu rồi chưa yêu? Em cũng hơn một năm rồi đấy chứ. Nghi quê ở đâu nhỉ? Em ở Nghệ An. Anh ơi, con gái Nghệ An không được cái gì, chỉ được cái dịu dàng với Trung Thủy thôi. Trời ơi. Còn Diệu, em được cái gì hơn không? Em có cái gì hơn không? Có, em sẽ giúp bạn vui anh Bạn ấy còn một cô gái thùy mị nhưng mà em thấy có vẻ giống như là Thoại. Thoại ơi, cậu hơi nhát chút xíu phải không? Có hơi chị bị ơi, nhát chút xíu không? Em cũng không? Vui nè. Trời em vui lắm, đi chơi với em là bao vui luôn nha. Cậu thích chơi thể thao không? Mình là người thích chơi thể thao. Thể thao là đam mê của Thoại mà. Mình cũng thích chơi thể thao. Mình em cũng chơi thể thao luôn. Chơi sport, chơi gym, tất cả mọi thứ. Thực ra là tính đó, hoặc là không phải là nóng tính quá nhưng mà cũng tùy chuyện, rất là có trách nhiệm với trong tình yêu của mình. Thì không biết Diệu có thể là sẽ chia tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống của Thoại và Diệu không? Mình sẽ chia sẻ thẳng, mình không hứa hẹn bất cứ điều gì vì ngày mai nó có thể thay đổi, bạn biết điều đó mà. Nhưng tôi sẽ là người có trách nhiệm trong cuộc tình, đặt hết tâm tư của mình, đặt cả trái tim của mình vào sự lựa chọn của mình. Tôi chỉ nói với bạn vậy thôi. Ở đây Trinh biết là Diệu lớn hơn tuổi Thoại xíu. Vậy thì Thoại nghĩ thế nào về người bạn gái mình lớn tuổi hơn mình? Cái tuổi không quan trọng. Nhưng mà sao hơi trẻ nha. Cảm ơn. Như là 22. Tại sao? Tại vì Diệu là một giáo viên yoga. Và khi mà tập yoga là luôn lúc nào mình cũng rất là tươi trẻ và đầy năng lượng. Không biết là năm nay Diệu 29 tuổi mà đã trải qua bao nhiêu mối tình ạ? Hơn 20 mối tình. 20. Em nói thiệt hả? Em nói thiệt mà. Thấy chưa? Tôi nhờ hỏi câu này là tôi biết rồi. Tại vì cái cách nói này là tôi cái cao thủ tình trường. Là mấy bạn nam cứ thả thính em ấy thì em cũng em bị siêu siêu lâu. Tính ra em có trách nhiệm với 20 mối tình luôn á. Đúng rồi.
Những người như vậy khi đặt chân vào trong cuộc tình của mình, tôi có trách nhiệm đặt hết tất cả tâm tư của mình vào cuộc tình đó. Có thể là cô ấy sẽ dừng ở con số 21 thì sao? Thôi ơi, cậu hãy tin là cậu là người cuối cùng của tôi. Thôi ơi, qua bạn Diệu đi, tới bạn Linh đó. Còn Linh he, rất là xinh. Không biết là Linh suy nghĩ về thế nào là một người đàn ông ghen à? Đối với bản thân em thì ghen thì không phải là vấn đề, nhưng mà đừng có tào lao quá. Chẳng hạn như là bạn bè với nhau nhưng mà lại có những cái suy nghĩ như là mình với người kia như thế nào đó. Có nghĩa là giống như kiểu là mình cắm sừng cái người yêu của mình hay sao đó. Thì cái vấn đề đó em rất là nhạy cảm. Tại vì nghĩa là người đó đang không tin tưởng mình. Và trước đây thì em cũng đã từng bị như vậy rồi. Nên là nếu thật sự mà cảm thấy mà thương nhau á, thì cái đầu tiên em cần đó là cái sự tin tưởng. Mình cảm nhận được bạn Linh là một người rất là tình cảm và trưởng thành. Linh biết nấu ăn không? Dạ có ạ. Em thường thì em sẽ tự nấu ăn và em rất là thích cái việc mà tự nấu ăn cho mình và chính những cái người mà mình yêu thương, kể cả người yêu hay là ba mẹ mình. Mà thường thì về nhà hay bắt ba mẹ nấu hơn. Thoại có thích là bạn gái mình biết nấu ăn cho mình ăn không? Cái này là ai cũng thích hả chị? Và em thì cũng biết nấu ăn, cũng biết là phụ dọn dẹp với người yêu hoặc là vợ con gì đó, thí dụ vậy. Cậu đúng kiểu mình đang tìm luôn á Thoại. Cậu sẽ là người cuối cùng của mình. Cái miệng của bạn dẻo luôn lắm á Diệu. Bạn dừng nghe nhọn luôn chứ. Bây giờ mấy bạn gái không nói em vậy nói thì chứ. Thì đúng rồi, thì mình có nói gì đâu. Em phải nói để tới lượt mấy bạn gái. Rồi, Dương Nghi ơi. Chị, làm sao mà chị biết được đó là người cuối cùng của chị? Lộ đâu anh Thoại chọn em sao? Em thấy anh giống lắm, nãy giờ em nhìn anh ngoài luôn đó, không biết anh có để ý không? Giống ai? Giống con rể má em. Ôi, rồi luôn rồi. Em xỉu quá. Tôi đã biết đó là thính rồi đó. Nhưng mà tôi vẫn chưa đoán là. Lúc nãy anh nói anh thích chơi thể thao đúng không? Vâng. Lúc nãy em cũng quên nói, em cũng chơi thể thao. Em chơi chuyền nhưng mà không phải bóng chuyền, em chuyền tim em qua tim anh ấy. Trời ơi, đúng rồi. Tim em qua tim anh ấy. Đến với tần số tình yêu là để tìm kiếm tình yêu cho bản thân mình. Đến đây là vì tình yêu thiệt. Em cảm nhận được điều đó. Khu vực phía bên trái sân khấu đang rất là sôi động. Bên phía bên phải thôi cho người ta nói đi mọi người. Bên đây mình tạm dừng lại chút xíu đi. Không, em chính đang chuyển sang em nè. Rồi để cho nè Thoại. Thôi em tới rồi đó, lẹ lên. Bạn tên Trang. Thật sự ra người này thì em cũng có là biết là bạn em. Ai vậy hả? Bạn Trang này là có đi làm việc chung cũng 4 lần ạ. Và cũng chưa tiếp xúc nhiều. Thoại thấy sao à? Thấy Trang như thế nào? Chắc chắn là xinh rồi. Không biết trước giờ là Thoại đã quen bao nhiêu người hả? Tôi không quan tâm tới điều đó luôn á Thoại. Em đang hỏi chị ơi. Diệu ơi, phần của Trang Diệu ơi. Dạ xin phép nói anh chị với nam bạn nữ đây. Em trải qua 2 mối tình chính thức. Vậy là họ giống Trang à, Trang cũng có 2 mối tình. Tới bây giờ là Thoại độc thân được bao lâu rồi? Dạ độc thân được 2 năm. Tại sao trong 2 năm đó mình không tìm được người nào? Nói về vấn đề này thì cũng khá là nhiều trong cuộc sống à. Ngày xưa thì gia đình ở dưới quê em thì cũng không có gọi là không có gần thành thị hoặc là không có ngay thị trấn gì cả. Thì ai cũng có thời đi học. Nhà em ngày xưa thì cũng không có quá nhiều điều kiện quá. Và ở quê thì ba mẹ cũng là một người nông dân thôi. Cha mẹ em cố gắng nhiều lắm thì cho em xin học hết lớp 12. Thì trong thời gian đó thì gia đình em có một sự cố mà đã phải mắc nợ á. Thì em không thể nào mà tiếp tục con đường học vấn của mình nữa. Em quyết định là em nghỉ học và trả hiếu với cha mẹ. Thoại cho chị hỏi là Thoại có em trai, em gái hay là anh của mình không? Em có một người anh và một người em trai. Là ba người con trai luôn. Dạ, ba người con trai. Và Thoại quyết định lên thành phố để làm việc là năm bao nhiêu tuổi? Dạ, lên phố này chỉ là 2 năm thôi. Dạ. Còn trước đó? Trước đó thì em làm ở dưới quê luôn ạ. Nói chung là ba mẹ cũng không muốn xa em. Em làm ở dưới quê để phụ giúp gia đình với lại cận kề với gia đình chăm sóc cho cha mẹ. Thì ở đây xin phép nói thẳng, anh là người sống gia đình. Anh lên đây anh không có đùa. Là nếu một trong nam em có duyên anh chọn thì hiểu được tâm tư của anh thì anh rất là trân trọng và biết ơn. Và anh nói thẳng luôn, anh rất là trung tình. Vật chất thì chưa hẳn có, nhưng tình cảm anh dư thừa. Nếu như tụi em chọn anh và nghĩ anh là sẽ người cuối cùng, và anh sẽ làm gấp 10 lần như tụi em nghĩ và làm. Mình hiểu anh ấy nhiều hơn từ cái sự chân thành của anh ấy. Và đối với một người đàn ông thì mình thấy rằng anh ấy phải kìm nén rất là nhiều thứ. Bạn là một người biết cách giấu cảm xúc vào bên trong.
Cho em câu hỏi là hai mối tình trước của bạn thì bạn có rút kinh nghiệm gì từ cái mối tình đó để mà sau này bạn có thể vun vén cái mối tình sau này cho nó được lâu bền hay là tiến tới một cách lâu dài hơn không? Chắc chắn rồi. Anh nói thẳng luôn, cái mối tình thứ nhất là nói chung là thời ngày xưa đi học nó rất là trẻ trâu, chỉ biết quen là quen thôi. Còn mối tình thứ hai là hai người rất là sâu nặng và cũng gần có thể là dẫn đến là hôn nhân. Nhưng mà vì trong thời gian đó là gia đình anh có một số cái như vậy đó, thì gia đình người kia không chấp nhận. Có nghĩa bạn gái đó không muốn đồng hành cùng anh trải qua cái khó khăn hay là gia đình bạn đó? Người bạn gái đó muốn nhưng mà người ta nghe theo lời của bên gia đình và dừng bước với anh. Lúc đó cái cảm giác của em như thế nào? Mình rất là cô độc chứ anh. Và lúc đó em có níu kéo không? Nếu như mình không níu kéo thì người ta sẽ nghĩ mình không thương. Mà níu kéo không được thì mình phải buông thôi. Tại vì mình phải thương người ta thì mình thương luôn cho cuộc sống sau này của người khác. Và sau bao nhiêu khoảng thời gian qua thì em đã đi làm, có những công việc ổn định, thì cái khoản nợ của gia đình mình đã bớt được chưa? Bớt được rồi. Nhẹ nhàng hơn được rồi đúng không? Nhẹ nhàng hơn. Nhưng khẳng định với 5 người ở đây, anh chắc chắn là người gia đình, còn bạn bè hoặc là những cái mối quan hệ xung quanh không quan trọng với anh nhé. Anh quan trọng là gia đình. Hoài ơi, tôi có thể nói với bạn ngày hôm nay tôi ngồi đây rất bản lĩnh, sẽ không có bất kỳ điều gì làm cho tôi cảm thấy mà rơi lệ nữa. Mặc dù nghe câu chuyện của cậu tôi cảm thấy nó rất là nó giống như mình trước kia vậy ấy. Nếu cậu còn một người bạn bản lĩnh như tôi thì welcome. Ủy mị nhiều quá thì cũng không tốt. Lúc mà Thoại mới lên thành phố Hồ Chí Minh á thì Thoại bắt đầu với những công việc gì? Em cũng trải qua nhiều công việc, ví dụ như là đi phụ xe nè, sửa xe, đi làm bảo vệ. Bảo vệ ở đâu? Bảo vệ ở trường đại học Tôn Đức Thắng. Anh nghĩ là nếu mà em chỉ cần cố gắng và nỗ lực thì chắc chắn em sẽ thành công. Hồi xưa anh cũng đã làm những công việc rất là bình thường, anh có là phát tờ rơi hay là anh tất cả những công việc, thật ra cái những cái đó là những trải nghiệm của mình, mình có thể biết tất cả mọi thứ rồi mà. Anh đang làm phục vụ luôn rồi mà, thì khi mà mình đã làm như vậy thì mình sẽ có thu nhập được kiến thức sống, cách đối nhân xử thế, cách gặp tất cả mọi người phải như thế nào. Rồi có một câu này Trinh muốn nói với Thoại luôn, là bạn trai hiện tại của Trinh nè, là Lý Bình, là một người diễn viên nổi tiếng, cũng là người mẫu. Nhưng mà trước đây Bình cũng đã từng soát vé trong rạp chiếu phim. Nên cuộc sống này á, mình đừng có cảm thấy hiện tại đó là mình. Đôi khi chỉ là thời chưa tới thôi. Mình chỉ cần sự cố gắng. Và những cô gái ngồi trên đây của chúng tôi là những gái đến vì tình yêu. Và cả hai sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Chị xin chúc cho Thoại sẽ tìm được một nửa của mình, tìm được một tần số phù hợp với mình. Lúc nãy thì anh Thoại có chia sẻ là ngoài công việc ra thì gia đình hoặc là tình yêu của anh rất là quan trọng. Không biết là có bao giờ anh nghĩ tới cái việc là khi mà anh trao cho một người cái yêu thương quá nhiều á, thì anh sẽ gây cái áp lực cho cái bạn gái của anh hoặc là cái người mà anh yêu thương không? Trong khi bạn đó cũng muốn có những cái thú vui bên ngoài của bạn đó. Cơ bản thì nói nếu mình đặt vào một tình cảm quá nhiều đi thì chắc chắn mình cũng sẽ mong muốn được cái người đó đáp lại với mình như vậy. Cái tổn thương từ cuộc tình trước thì anh có bị cái tổn thương đó làm cho anh giữ lại cái phần yêu thương của anh không dám trao hết như cái lần trước nữa không? Câu hỏi hay anh à. Thật sự ra là cái nào nó ra cái nấy, cái mối tình nào nó sẽ ra cái mối tình ấy. Và mình cứ hết lòng và mình trách nhiệm với nó đi. Không phải anh lên cái chương trình Tần Số Tình Yêu này mà anh lại khoe khoang cái những gì của mình, nhưng mà nó là tính cách của anh. Từ những cái mối tình trước anh đã rút kinh nghiệm, không bao giờ ép buộc và ràng buộc bất cứ gì cả. Em cứ tin tưởng điều đó đi. Rồi, hay quá. Một lời khẳng định của Thoại, em cứ tin tưởng điều đó đi. Tin tưởng đi. Và bây giờ thì các bạn cũng đã tìm hiểu rất nhiều đúng không? Mỗi người đã có một cái hình dung riêng về Thoại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thả sóng cảm xúc cho Thoại nhé. Thời gian cho các bạn bắt đầu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với vòng 3 để các bạn có thể tương tác nhiều hơn. Nhưng trước khi đến với vòng 3, chúng ta sẽ nghỉ với Lao trong ít phút nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Tần Số Tình Yêu. Và đây là vòng thứ 3, có tên là Khung Thành Tình Yêu. Cái gì mà liên quan á?
thì là Trinh đều đặt thêm hai chữ tình yêu vô trong đó. Dễ thương không? Chỉ là đơn giản, dễ thương. Đúng rồi. Chỉ là đơn giản thôi, là các bạn sẽ đá trái banh đó vào lưới. Có một thử thách nho nhỏ cho các bạn. Tuy hai mà một, tuy một sẽ mà dùng hai. Cái băng màu hồng này. Đúng rồi. Buộc cột hai chân này lại với nhau. Rồi xong chúng ta sẽ dính nhau như vậy. Dính nhau như vậy. Rồi. Phải đá bằng chân của cả hai cột lại là một hay ba nha. Rồi, một, hai, ba. Hey. Đó. Làm sao cho trái banh này nó vô trong khung thành là cả hai sẽ có được sự ăn ý với nhau. Xin mời các em sân khấu. Rồi, đây, xin trao quả banh tình yêu cho hai bạn nha. Các bạn sẽ có 1 phút 30 giây cho phần thi này. 1 phút 30 giây, bắt đầu. Dịnh nhau trước, dịnh nhau, phải dịnh nhau. Chứ mà té đó. Hình đùa đây nè. Đi rít rắc qua cái đường line nè. Đi qua bên đây, xong qua đây nè, đó. Thì anh thấy là nên dịnh cái tay lại đó chứ không thôi té. Vậy cũng được. 2, 3. Rồi, đấy, rồi. Quay trở về. Rồi, rít rắc như cũ nha. Rồi. Rồi, ok. Đúng rồi, phải là hai cái chân cùng chạm nha. Anh để chân đá đó, anh đá từ từ qua đây nè. Rồi, anh dịnh banh lại. Rồi, ra ngoài rồi. Quay trở lại. Trời khó nha. Ê, về mất không ăn gian nha. 10, 9, 8, 7. Đúng rồi, 2, 3. Hơi ngại, hơi quen cũng hơi ngại. Thợ rất là ấm áp luôn. Thợ lúc nào cũng quan tâm và lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Em có thể chọn bạn tiếp theo để chung với em. Thôi gần nhà luôn đi, bạn Hương đi nha. Chào Hương. Cũng mời Hương. Tỷ số Trang với lại Thoại ghi được là 2 quả. Để coi là Hương với Thoại sẽ ghi được bao nhiêu quả nha. 1 phút 30 giây bắt đầu. Ê, lố. Phải ve nó lại qua rít rắc nha. Số. Quay lại. Ổn quá, mình cứ từ từ bình tĩnh thôi. Đó, lùi nhẹ thôi. Nhẹ nhàng thôi, đúng rồi. Giữ lại. Rồi, xuống luôn. Hay quá, một quả. Rồi. Rồi đi qua. Quay lại đi. 10, 9, 8, 8 được. 7, 6, 5, 4, tiếp thôi. 3, 3, 2, 1, trở lại xuống luôn. 1. 2 quả rồi. Mình có cảm xúc mãnh liệt với bạn Nam. Mình nghĩ là mình với bạn Nam có cơ hội. So với thực tế thì hơi lùn hơn mình tí xíu. Nhưng mà không quan trọng, bạn Hương là người chơi khá là ăn ý nhất. Vậy là bạn Hương và Thoại ghi được đó là 2 quả bóng. Bây giờ còn 3 bạn nữa, cho Thoại chọn ai lên trước nè. Bây
giờ chúng ta còn hai nhân vật bạn Diệu và bạn Linh. Mời bạn Diệu. Nãy giờ bạn này là lanh nhất nè. Nhưng mà để coi vận động của Lanh như lời mình nói không nha. Sau 1 phút 30 giây vất vả thì Nghi chỉ có được một quả banh lọt lưới thôi. Để xem là Diệu với Thoại sẽ ghi được bao nhiêu quả. Và thời gian dành cho hai bạn xin phép được bắt đầu. Ê, dùng chân kia là sai luật nha. Chỉ dùng ở chân đó rồi, đúng rồi. Ê, cái này được nha, chắc cú nè. Chụp nó đi. Phần chơi game này mình phải thắng. Mình cảm thấy bạn này rất là mạnh mẽ, sung sức, rất là năng lượng. Cuối cùng nhưng không có phần quan trọng mà Linh. Và bây giờ sẽ là phần thi cuối cùng của bạn Linh. Linh nha. Rồi 1 phút 30 giây bắt đầu. Nghe qua đây. Đúng rồi, từ thôi. Mình thắng bạn Diệu cái coi nè. Chứ người ta đó. Trời. Em xuất nhanh quá, em từ từ lại. Di chuyển như hồi nãy là rất là ok luôn á. Đúng rồi, di chuyển nhẹ nhàng như hồi nãy thôi. Từ từ. Giữ lại rồi, giữ lại. Rồi, ra ngoài luôn. Rồi. Ra ngoài luôn. Ok. Đồng điệu với nhau là được. Nhẹ. Mình hiểu nhau là được không sao á. Cố lên. Từ thôi. Nè. Rồi. Em phải đá vô tim anh. Không có kinh nghiệm chơi thể thao anh hả? Em phải đá vô tim anh kìa nha. Chỉ cần một quả thôi cũng được nữa. Nhưng mà quá trình hai bạn là quá ok rồi đó. Thích luôn, đúng rồi. Chín. Có được một quả. Tám. Bảy. Rồi, ok, không bế luôn. Năm. Bốn. Qua luôn, đúng rồi. Hai. Một. Có gì để nó rất là gần, rất là thân thiện. Thoại rất là đúng với cái gu của mình luôn á. Mình nhất định phải làm sao đó để đưa được anh ấy đi về. Khá là ăn ý, nhưng mà không quá may mắn thôi. Và bây giờ thì khi các bạn đã có thể tiếp xúc với anh ấy rồi, cảm thấy thế nào? Vui không? Mà ai cũng phấn khởi đúng không? Trời, chứ bạn Thoại của tôi toát mồ hột hết luôn á. Chơi thì rất là vui và bây giờ mọi người cũng đã hiểu nhau nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ cái phần quan trọng nhất thì phải để cho chàng trai chúng tôi đi vào căn phòng bí mật cái đã. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này nha. Xin mời Thoại. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ thì các bạn sẽ bắt đầu thả sóng cảm xúc nhé. Thì ở vòng thứ 3 này á, là nếu mà ai thả sóng cảm xúc 3 lần sẽ có quyền gọi cho Thoại. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn. Ba, hai, một, xin mời. Có cảm xúc mãnh liệt với bạn nam, cảm thấy bạn là một người đàn ông quá lý tưởng. Kết quả hơi bất ngờ ha. Đúng. Thoại ơi, ở trong đó cảm giác em sao? Em rất là hồi hộp anh Thiện ơi. Ừ. Và em có đang suy nghĩ có bao nhiêu bạn sẽ gọi cho em không? Em nghĩ là ba à. Ba đúng không? Ba. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện cuộc gọi kết nối tình yêu nhé. Rồi, bây giờ những ai thả sóng 3 lần tim cảm xúc của mình thì xin mời cầm điện thoại lên và gọi cho Thoại ạ. Xin mời các bạn. Thank you.
chứ. Ok, dì chỉ nói như thế này thôi nhé. Cảm ơn bạn. Ngày hôm nay bạn đã đến với chương trình. Dù cho bạn chọn ai thì tôi vẫn chúc cho bạn là ngày hôm nay sẽ thật là happy, trọn vẹn với cái ngày của hôm nay nhé. Ok, cảm ơn Diệu. Nói chung là Diệu là một người sôi nổi và khá là thú vị. Diệu là một người vui vẻ. Thọ sẽ ghi nhớ Diệu ngày hôm nay ha. Ok, cảm ơn. Kết quả thì hồi Diệu sẽ biết nha. Yên tâm là hỏi chọn ai như tôi vẫn vui vẻ chúc mừng nha. Vậy nhé. Ok, bye bye. Một cô gái chín chắn nhất ở hội đã gọi trước. Rồi bây giờ thì không biết còn ai nữa hay không? Xin mời các bạn còn lại. Alo, Thoại nghe. Alo, anh biết ai không? Linh chứ ai nhỉ? Em biết rằng là trong 5 người ngày hôm nay em không phải là người đẹp nhất. Tuy nhiên là có một điều rằng em nghĩ rằng em hiểu anh. Việc còn lại em nghĩ là trái tim anh sẽ trả lời. Hãy cứ chọn theo trái tim của mình. Và mong rằng là dù chọn là ai thì anh vẫn sẽ hạnh phúc. Thôi sẽ xin cảm ơn Linh trước. Vì đã có một phần khó hiểu về Thôi ha. Vậy Linh hãy đợi kết quả của Thôi nha. Vâng ạ. Thôi cảm ơn Linh. Thoại ơi, nhận được hai cuộc gọi rồi, bây giờ Thoại cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất là nôn và rất là vui khi được mấy bạn điện ạ. Alo, Thoại nghe. Trang hả? Mình cũng đi quay chung nhiều thì có gặp cũng có nói chuyện thì lại thấy Thoại là một người khá là quan tâm người khác. Thoại nghĩ thế nào vậy Trang? Thoại cũng rất là cảm động. Với hồi đó giờ Thoại cũng chưa từng trải qua là ai tự nhiên đi đến đây để gọi cho Thoại hoặc là đến vì Thoại. Đó giờ chưa luôn á. Nhưng mà cảm ơn Trang trước. Trang hãy đợi Thoại nha. Trang bật mí cho Thoại là trong cái số này Trang biết là Thoại tham gia. Cho nên là Trang muốn quay chung số với Thoại luôn. Không biết nói sao nữa. Trong lòng giờ đã rất là khó nghĩ về vấn đề này. Cảm ơn Trang. Rồi, ok, cảm ơn Thoại nha. Hy vọng là trong 5 người nè, nếu mà Thoại có nắm tay ai về thì Trang cũng rất là vui vẻ vì tụi mình đã hiểu nhau hơn một chút xíu. Ok, cảm ơn Trang. Rồi, bye bye Thoại nha. Hello. Hello, chào Hương. Tại sao phải rất là lâu mới bắt máy vậy? Mạng nó bị kẹt tí xíu. Ok. Hương không có nhiều lời hoa mỹ để nói với Thoại, nhưng mà Hương chỉ muốn nói cho Thoại biết là Thoại là một người tình cảm, thì cái gu của Hương cũng là một người tình cảm. Hy vọng là sau này và hiện tại Hương sẽ không có làm tổn thương Thoại, vì biết Thoại là một người rất là dễ tổn thương. Thì thông qua cuộc gọi này, Hương nói cho Thoại biết là Thoại có cơ hội. Hương thì rất là ok. Nhưng là tình cảm có, cái gì cũng Hương cũng có cả. Thoại cảm nhận vậy. Có gì Thoại cảm ơn Hương trước đi. Cái gì kết quả thì Thoại sẽ nói với Hương trong cuộc gọi tiếp theo nhé. Cảm ơn Thoại. Dạ. Thoại biết người cuối cùng có gọi hay không? Alo. Chắc anh biết em là ai rồi đúng không? Thì còn cô người cuối cùng là biết rồi. Thì tới đây với chương trình ấy thì cũng gặp được nhau cũng là cái duyên. Em cũng biết là ở đây em không phải là người đẹp nhất. Thì em cũng hy vọng là sao ta? Anh cứ tin tưởng ở tình cảm của em, nói chung là như vậy đấy. Sao cũng có thể là xíu nữa mình về, mình dắt tay nhau về sao? Cái này không phải là do em tự tin mà đó là do cái linh cảm của em nó như vậy đấy. Ủa mà tại sao Nghi lại là người điện cuối cùng nhỉ? Tại em muốn cho anh bất ngờ. À, bất ngờ là khi cái cuối cuộc đời Hương mới đến, Nghi mới đến trong cuộc đời của Thoại luôn ha. Đúng rồi, em là người cuối cùng dừng chân ở cuộc đời của anh. Vậy sao? Ok, xin cảm ơn Nghi rất là nhiều. Vâng. Năm cuộc gọi đã được thực hiện. Thoại ơi, ngoài mong đợi của Thoại rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào bạn Thoại quay trở lại với chúng ta trên sân khấu này nhé. Xin mời Thoại. Và
Rồi, ok, cái cảm giác mà quay trở lại sân khấu nó vui hơn rồi đúng không? Dạ, quá vui. Quá vui. Trước tiên thì em xin cảm ơn 5 người bạn gái ngày hôm nay đã gọi cho em ạ. Trước khi mà em thực hiện cuộc gọi thì anh xin nhắc, ở 5 người này sẽ có một người là người không yêu. Họ sẽ đến đây vì giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Và anh cũng hy vọng rằng là em sẽ tìm được đúng người mà có thể hồi đáp lại được tình cảm của em. Chúc em may mắn nhé. Hồi nãy lúc mà Thiện nói, ánh mắt của Thoại có dừng lại một người. Cho nên là Trinh hy vọng là Thoại sẽ tìm được một nửa của mình ha. Bây giờ Trinh với lại Thiện sẽ nhường sân khấu lại cho Thoại. Trước khi gọi, xin phép anh hỏi một câu, nghĩ ý nghĩa như nào về hạnh phúc? Hạnh phúc của em là khi cả hai cùng vun đắp, là tình yêu xuất phát từ cả hai người. Mày Diệu? Đối với tôi thì hạnh phúc là một nghệ thuật sống. Mày Linh ạ? Với em, hạnh phúc là mỗi ngày ra mình đều có thể mỉm cười một cách thật và vui vẻ. Mày Trang ạ? Thật ra hạnh phúc của Trang là gặp được đúng người hiểu Trang và Trang cũng hiểu người đó. Nhưng mà Hương ạ? Hạnh phúc đối với Hương thì có nhiều loại hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc bền vững nhất là hạnh phúc tự thân. Thật sự ra là hôm nay gặp Giang ở đây là một tình cảm, nói chung là Thoại rất là quý. Thoại muốn cho Giang một cơ hội để Thoại được chăm sóc Giang luôn được không? Giang cũng hơi bất ngờ. Tại vì Giang không nghĩ là Thoại lại cũng cùng tần số với mình. Thoại cũng hơi bất ngờ khi Giang đến đây. Mình đã biết nhau, cũng có nói chuyện với nhau, cũng vài lần là mình đi quay chung rồi. Thoại rất là quan tâm Trang, để ý từng chi tiết nhỏ của Trang, làm cho Trang cảm thấy là đây là một người đàn ông ấm áp. Cảm ơn Trang. Có thể để Trang tin tưởng. Vậy Thoại muốn hỏi Trang một câu là đến đây vì tiền thưởng hay là vì tình yêu của mình? Cái này thì Trang chia sẻ một chút xíu ha. Đầu tiên thì mình có nói chuyện sơ sơ với nhau đúng không? Trước đó thì mình có biết là Trang cũng có hai mối tình đúng không? Thì cũng có nói chuyện nhưng mà không có thân lắm. Nhưng mà khi mà mình đi quay về rồi, cái Thoại luôn gọi hỏi Trang là hỏi Trang về tới đâu rồi, tới chưa? Rồi nếu mà có quay chung cái là Thoại sẽ mua đồ ăn sáng cho Trang. Trang thấy Thoại vô cùng ấm áp. Trang cũng muốn thử cho bản thân mình một cơ hội để mở lòng. Hai mối tình trước của Trang thì nó kéo dài 10 năm. Trang cũng là một người khá độc lập. Trang hiểu được Thoại. Trang nghĩ là sau này thì tụi mình nếu mà có thể đi xa hơn thì có thể thứ nhất là làm bạn đồng hành với nhau. Thứ hai là có thể chia sẻ với nhau từng chuyện trong công việc. Vậy Trang đến đây là vì tình yêu hay là tiền thưởng? Thoại thấy Trang như thế nào? Chắc chắn là xinh rồi. Thật ra hạnh phúc của Trang là gặp được đúng người hiểu Trang và Trang cũng hiểu người đó. Trang gì Thoại? Trang gì Thoại? Chịu hết nổi rồi. Không, thực sự là cặp đôi này quá dễ thương và quá ngọt ngào. Một người là đến đây vì anh ấy và anh ấy cũng đáp lại tình cảm của mình. Tiền cảm thấy là bất ngờ nhất là Trang biết được Thoại tham gia chương trình này và đã cố tình đăng ký tham gia chương trình. Em phải gọi đạo diễn đêm khuya là anh ơi em phải quay cái số này nha. Đó thì là đã dùng tất cả những cái mối quan hệ của mình để có thể đến với đây và có thể nói với Thoại những cái lời mà mình giấu biết bao nhiêu lâu nay. Và đây chắc chắn là một happy ending rồi. Đúng rồi. Nhưng chúng ta cần phải tìm ra người không ai yêu. Là người không yêu? Thoại, em nghĩ xem trong bốn người này ai là người không yêu? Em đoán là bạn Diệu ạ. Bạn Diệu
chúng ta sẽ cùng đoán xem ai là người không yêu nhé. Mình biết mục đích ngày hôm nay của mình đến đây là gì. Ngày hôm nay Mai Linh đến với chương trình Tần số tình yêu là bởi vì... Rồi, chị sẽ đếm đến 3. Nếu như ai là tần số lạ thì đứng lên nha. 3, 2, 1, xin mời. Tình yêu, mục đích vẫn là tiền thưởng thôi. Trời ơi, Thoại đoán chính xác luôn. Thì cũng nghi nghi rồi. Hồi nãy khi mà gọi điện thoại á, cô ấy cũng đã muốn rằng là Thoại sẽ tìm được một người thích hợp. Đúng rồi, đúng không? Thoại sẽ tìm được thích hợp cho mình là tại vì lúc đó có một chi tiết. Thoại tự nói đi. À, đúng là như anh Thiện nói là hồi nãy Diệu có điện mà Diệu lại nói là cho dù chọn ai cũng được. Đúng rồi. Thì cũng nhận nhớ được là Diệu đến đây là cái gì rồi. Đúng rồi, khi cái khoảnh khắc đó thì Diệu đã muốn rằng là Thoại phải tìm được cái hạnh phúc của mình. Tại vì Thoại quá chân thành. Chỉ cần á, Thoại sử dụng cái sự chân thành của mình thôi là cái người không yêu cũng sẽ cảm động. Lấy chưa? Còn bây giờ thì sẽ là một lời chúc phúc của chương trình dành tặng cho hai bạn. Đó là một món quà, một chiếc điện thoại thông minh để hai bạn có thể nhắn tin, gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày. Cảm ơn chị. Dạ, trước tiên hết thì mình xin cảm ơn bốn cô gái còn lại. Thì hôm nay thì rất là vui. Ai cũng có cái tính riêng và ai cũng có cái đặc điểm riêng cả. Nhưng mà Thoại đến đây là Thoại vì tình yêu và Thoại muốn chọn cho mình một người yêu và có chút gì đó gọi là rung động gì trái tim tí xíu. Thoại chọn là cái hạnh phúc đơn sơ thôi. Và chúc cho Thoại và Trang sẽ luôn hạnh phúc nhé. Và cảm ơn bốn bạn đã đến với chương trình Tần số tình yêu. Và cảm ơn quý vị đã luôn yêu mến và theo dõi chương trình Tần số tình yêu. Chương trình Tần số tình yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Còn biết nói không, chỉ cần em nói là được. Em có bị rung với con gái khi con gái hỏi em không? Không biết có phải là do bạn này ở buôn mê không mà lần đầu nhìn phát là em mê luôn. Em thấy anh khá là quen. Lúc đó là mình đã bị say mê bạn nên mình làm mọi cách để được lên ngồi vị trí này.